kênh Món Ngon Gia Đình. Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm món mứt dừa siêu nhanh ngay tại nhà với hương vị của cacao và sữa. Cách làm này dành cho những bạn bận rộn không có nhiều thời gian để làm mà vẫn muốn tự tay làm mứt tại nhà cho gia đình mình. Với cách làm này vừa nhanh mà vẫn đảm bảo cho các bạn được cái vị thơm ngon của miếng mứt dừa. Và cách làm như thế nào thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng theo dõi video của mình để bắt tay vào thực hiện nhé. Để làm cái món mứt dừa này thì nguyên liệu đầu tiên mình chuẩn bị đó là phần cùi dừa. Dừa thì các bạn có thể đi mua quả dừa ở ngoài chợ, sau đó mình đem về mình nạo sợi thành những cái sợi dừa như thế này. Hoặc là các bạn bận rộn thì các bạn có thể mua luôn cái phần cùi dừa người ta đã nạo sẵn cho các bạn. Và về thì các bạn sẽ chỉ việc rửa sạch để làm thôi nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là 500g cùi dừa nhé các bạn nhé. Phần cùi dừa mình sẽ sử dụng dừa bánh tẻ, hơi non một chút. Các bạn không nên sử dụng dừa già quá thì ăn cái phần mứt nó cũng sẽ dai không ngon. Tiếp theo là đường mình sử dụng 250g, 20g sữa đặc và 10g bột cacao nhé các bạn. Đây là phần bột cacao mình sử dụng để tạo màu và tạo mùi vị cho cái phần mứt dừa của mình. Nó có cái mùi cacao, mùi vị của cacao và sữa rất là thơm ngon. Thì bước đầu tiên mình bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ phải đem rửa thật sạch cái phần dừa đã được nạo, cùi dừa mình đã nạo sợi như thế này. Thì mình sẽ đem rửa thật là sạch đi nha các bạn nhé. Các bạn cho vào nước, các bạn có thể sử dụng nước ấm để mình rửa thì nó sẽ nhanh hết cái phần dầu ở trong dừa hơn. Và mình sẽ rửa cho tới khi nào mà cái phần nước nó trong, nó không còn cái màu đục đục của cái phần dầu dừa nó tiết ra nữa, thì lúc đó mới đạt. Nếu như các bạn rửa không sạch cái phần dừa của mình nó vẫn còn dầu thì khi mà mình xên nó sẽ dễ bị cháy và nó cũng không thành được cái phần mứt nữa. Và đây là cái phần dừa của mình sau khi mình đã rửa sạch rồi, nó hết đi cái phần dầu ở dừa rồi nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ bắt đầu đi xên cái phần mứt dừa. Đầu tiên mình sẽ cho một chút nước vào trong chảo, sau đó thì cho cái phần mình sẽ đun nóng nước lên và cho cái phần bột cacao. Cùng với lại phần sữa đặc vào để mình khuấy tan cái phần cacao với lại sữa đặc. Tiếp sau đó mình sẽ cho toàn bộ cái phần đường vào đây nhé các bạn nhé. 250g đường cho 500g cùi dừa. Mình cũng sẽ cho đường vào chung với lại cái phần nước cacao mà mình vừa mới hòa tan. Mình đun cho cái phần đường của mình nó tan hết ra. Các bạn có thể làm với vị của cacao hay là vị của cà phê, hay các bạn sử dụng cái gói bột Milo của trẻ em hay uống các bạn làm cũng được. Thì nó cũng sẽ cho các bạn những cái mùi vị rất là thơm, rất là ngon khác nhau nữa. Sau khi đường đã tan thì mình sẽ cho toàn bộ số cùi dừa nạo sợi vào trong cái chảo của mình và bắt đầu xên thành mứt nhé. Đầu tiên thì mình sẽ để ở lửa to mình xên cho tới khi cái phần đường, cái phần nước đường cacao của mình nó cạn bớt đi. Thì sau đó mình sẽ hạ bớt lửa xuống để mình tiếp tục xên. Khi mà cái phần dừa của mình nó thấm cái nước đường và cacao thì nó bắt đầu mềm ra đây các bạn. Và cái màu của cacao nó cũng thấm dần vào cái cùi dừa. Lúc này nó có cái mùi thơm cực kỳ luôn, mùi của cacao rất là thơm và cái mùi sữa nữa. Đó, mình đun cho tới khi cái phần nước đường nó đã cạn bớt như này rồi nha các bạn nhé. Thì mình sẽ hạ nhỏ lửa xuống, các bạn để lửa nhỏ thôi. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục mình đảo đều, mình xên đều. Mình đun lửa nhỏ để cho cái phần đường này của mình nó không bị cháy, cái phần dừa của mình nó không bị cháy nữa. Và cứ thế tiếp tục đảo cho tới khi cái phần đường của mình nó khô, nó bám lại ở trên cái miếng mứt là được. Các bạn cứ để lửa nhỏ và mình đảo nhé. Khi mà cái phần nước đường nó đã cạn bớt thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó nặng tay hơn. Mình đảo nó nặng tay hơn, cái phần đường nó đã bắt đầu dẻo lại, nó bám ở trên những cái miếng mứt rồi. Và mứt của mình thì nó cũng thấm cái màu cũng như là cái mùi, cái vị của cacao. Và các bạn cứ để lửa thật nhỏ, sau đó mình xên. Với những bạn nào mà không thích ăn ngọt thì các bạn làm theo cái cách này cũng đỡ đi cái phần ngọt. Các bạn ngâm dừa với lại đường lâu thì cái phần đường nó sẽ thấm hết vào cái phần mứt dừa. Khi mà mình ăn thì nó sẽ có cái vị ngọt đậm hơn. Còn các bạn xên theo cái kiểu
như của mình làm nhanh như này thì cái độ ngọt nó cũng sẽ giảm đi. Thì những bạn không thích ăn ngọt thì cũng làm theo cách này rất là tốt. Lúc này cái phần đường của mình đã đang bắt đầu dẻo rồi các bạn ạ, thì mình vẫn sẽ tiếp tục đảo nhé. Đó, những cái miếng mứt đã bắt đầu khô lại rồi, những sợi mứt của mình đã bắt đầu bám đường và hơi khô lại rồi, thì mình sẽ tiếp tục mình đảo cho tới khi nào mà thấy cái phần đường nó bám phấn ở trên cái miếng mứt là được. Mình sẽ đảo đều lên để cho những cái sợi mứt nó không bị dính vào nhau. Cái phần dừa nếu như mà các bạn mua quả về các bạn tự nạo thì mình cũng nên nạo những cái sợi nó có cái độ dài vừa phải thôi, không nên nạo sợi nó dài quá. Các bạn nạo sợi dài quá ấy, thì khi mà mình xên nó dối, nó quấn vào nhau, nó rất là khó đảo. Và nó cũng khó khô được cái miếng mứt nữa, khó khô được cái sợi mứt nữa. Cho nên là mình làm những cái sợi nó ngắn vừa phải thôi các bạn ạ. À, các bạn có thể thấy là cái phần đường nó đã đang bắt đầu khô và lên phấn rồi đây. Thì mình sẽ tiếp tục đảo thêm nhé. Khi phần đường của mình đã bắt đầu bám phấn trắng ở trên miếng mứt như thế này, bây giờ mình sẽ tắt bếp đi và sau đó thì mình sẽ tiếp tục đảo đều thêm 5 phút nữa nhé các bạn. Mình tắt bếp, sau đó thì vẫn cứ để chảo ở trên bếp và mình đảo thêm 5 phút. Thì cái hơi nóng ở chảo nó sẽ giúp cho cái phần đường ở miếng mứt nó khô hơn, mà nó không bị cháy cái phần đường và không cháy miếng mứt của mình. Các bạn cứ tiếp tục đảo đều như thế này thêm 5 phút nữa cho tới khi thấy miếng mứt của mình nó khô. Và đây là phần mứt của mình sau khi tắt bếp và mình đảo thêm 5 phút nhé các bạn. Thì lúc này cái miếng mứt nó đã khô lại rồi và phần đường nó cũng đã bám phấn trắng ở xung quanh miếng mứt. Là như thế mình đã hoàn thành xong cái phần mứt rồi đấy. Như vậy là chỉ cần bỏ ra khoảng 30 phút thời gian rửa và nạo dừa cũng như là xên là mình đã có được cái phần mứt với vị của cacao sữa rất là thơm ngon như thế này. Miếng mứt dừa vẫn đảm bảo được cái vị mềm, ngọt và thơm nữa. Như vậy là bạn nào không có nhiều thời gian, bạn nào quá bận rộn thì ngay tại nhà các bạn cũng có thể tranh thủ làm cho gia đình mình được những cái sợi mứt dừa thơm ngon như thế này. Các bạn hãy thử làm và thưởng thức nhé. Bên cạnh cái vị này thì các bạn có thể làm rất là nhiều vị cũng như là những cái màu khác nhau. Các bạn sử dụng củ dền hay là những cái màu trái cây nữa để các bạn làm được những cái miếng mứt dừa mềm ngon như thế này. Miếng mứt dừa mình làm dừa bánh tẻ nên nó có cái độ mềm rất là thơm ngon, thơm cái vị, thơm cái mùi của cacao, ngọt béo cái vị của sữa. Và cái phần đường thì nó cũng có cái độ ngọt vừa phải, không ngọt sắc quá. Các bạn hãy thử làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công với cách làm mứt dừa siêu nhanh này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.